Có một rõ luôn, có một thau luôn. Chó mông cập đuôi nè. Em này này, em cập tịt. Em đực. Đực cập tịt. Tai đã vảnh. Còn hai em này là bụ quá này. Hai em này bụ quá này, em này là cũng coi như là cọc tịt luôn đây này. Bụ quá xem nào. Thì tai còn chưa lên. Con cái. Nó ra rồi, ra trước. Đây con cái tiếp. Con bé nhất là con đực. Và có hai con là có đuôi. Em này. Thằng này mặt đẹp đấy. Cái hai con to là hai con cái. Hai con cọc đuôi to là hai con cái. Này, này có đuôi. Rồi. Đây là được hai cái. Đực. Con đuôi là con đực này. Ê, con mè này, con này vàng và vàng đẹp đấy này. Có đuôi một đực một cái. Trời, run mần bật. Đi lại đi. Đây là tên cái này. Một con cái này. Cọc đuôi này. Đây là con này cũng con cái cọc đuôi này. Hai con to này là hai con cọc đuôi. Nhanh gớm. Thế nhô. Em cái xinh nhỉ. Đây là con cái nhá. Hai con to hơn là hai con cái. Kia cũng còn cái kìa. Mấy người mà hỏi cọc đợt này có không thì đây là có mấy con này. Ba con cọc đuôi đây. Đây con cái đây này. Ngoan này. Đây đực này. Ngoan này. Cái này. Cái này. Vàng. Đực này. Đực thì nghịch quay hơn là tai vảnh rồi. Đây. Còn hai con cái thì mập hơn. Tai còn chưa. Ok, ai mà quan tâm cọc thì xem bọn này. Vẫn đang vừa ăn vừa bú mẹ. Đây là mặt ướt vì là bú mẹ rồi mà. Sữa chảy ra này. Với mẹ liếm này. Sở xinh đấy. Đứng dậy đi lại tí đi. Đi lại tí hả? Đúng rồi, được. Dáng người này hơi đẹp đấy. Dáng người đẹp đấy. Người vuông. Ok. Lượn ra chơi đi. Ra chơi với chúng nó một tí đi. Hả? Tắm đi chủ ở đây hả? Được này.
đây nào, đây để cho nó về nhìn ngó tí rồi cho nó đi lại. Đây, con đực nó rất là nhanh, đực thì nó nghịch hơn nên còi bé con hơn. Độ đề phòng của chúng nó rất là cao. Thử làm cái âm thanh lạ thử xem, giống như là con rắn nó phì. Đứng lại nghe ngóng ngay. Đó, mọi người ai mà thích cọc vàng thì đón bọn này nhá. Bọn này thì là mẹ, bố mẹ đều vàng rực. Bố mẹ đều vàng rực và bố mẹ đều là cọc tịt. Thì trong ba con này thì có một con cọc tịt, coi như là có hai con. Còn một con thì có tí lông ở ở đuôi. Đấy, mọi người nhìn cái đuôi của nó đấy. Tôi gọi là nó có một nhúm lông thôi chứ gần như là không có đuôi nó thò ra. Đây là coi như ba con này thì coi như là hai con cọc tịt. Hai con này cọc tịt này. Còn con cái to hơn này là có một tí nhúm đuôi thò ra, tức là nó có khâu đuôi đấy, có một nhưng mà là nó rất là ngắn. Còn con kia thì nhìn cái dáng lông như thế này là tị cọc tịt rồi. Đây này. Đó, nhìn cái đuôi đấy. Đó, đó. Đó. Không thừa tới tí nào. Còn con này thì cọc tịt thảm nhỉ. Đó. Độ cảnh giác rất cao. Ok. Bây giờ mọi người ai mà quan tâm bọn này thì liên hệ qua Zalo điện thoại 0901008234 nha. À, chó đón luôn được rồi.